Ngô Kiến Huy xả ảnh ngâm mình trong bồn tắm, Đàm Vĩnh Hưng bông đùa thế nào mà chính chủ hốt hoảng. Hành động của Đàm Vĩnh Hưng đang khiến dân tình nổ ra nhiều luồng tranh cãi. Sau màn chăm chỉ tập luyện, cải thiện vóc dáng, Ngô Kiến Huy vẫn thường xuyên khoe khéo body săn chắc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Mới đây, giọng ca truyền thái y bất ngờ đăng tải hình ảnh ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước đá cùng dòng trạng thái, ta nói nó đã. Chỉ sau ít giờ lên sóng, bài viết đã trở nên thu hút và nhận về lượng tương tác lớn từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp. Đa phần, những nghệ sĩ như Mai Tiến Dũng, Jin Tuấn Kiệt, Khải Đăng đều bất ngờ trước sự can đảm và gan lì của Ngô Kiến Huy. Bởi lẽ, việc ngâm mình trong nước đá ở khoảng thời gian dài sẽ vô cùng lạnh và khiến cơ thể bị căng cứng. Song, không phải thân hình chuẩn chỉnh của Ngô Kiến Huy, dân tình lại đổ dồn sự chú ý về bình luận bông đùa của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ viết, trong một phim chiếu rạp anh từng xem có cảnh này, cha mẹ bắt ngâm mình trong nước đá là để chữa bệnh. Hôm nay vô tình thấy lại cảnh này. Động thái này dường như đã khiến Ngô Kiến Huy đứng hình trong vòng vài giây. Không những vậy, nam ca sĩ còn ngạc nhiên đáp trả, ôi anh. Dù chỉ mang tính đùa vui nhưng bình luận của Đàm Vĩnh Hưng đã khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Một bộ phận khán giả còn cho rằng hành động này của ông Hoàng Nhạc Việt đang có phần kém duyên, dễ gây hiểu lầm và bị bóp méo câu từ.